Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Idea Academy. Hôm nay mình sẽ nói về một khái niệm nữa mang tên là Computing Property. Thì mình có một cái truc mình viết sẵn. Mình có var first name là string và một var last name là string. Đây là hai một cái biến của một cái truc. Thông thường thì biến một cái truc nó tồn tại dưới hai dạng chủ yếu. Đó là một store property. Thì khi mà nó là store property á, thì mình sẽ hiểu là cái biến này có thể lưu trữ cái giá trị vào. Và dạng thứ hai nó là cái chữ này, đó là computed property. Thì về ngữ nghĩa thì chữ này có nghĩa là cái biến đó nó sẽ tính toán thôi, chứ nó không có store cái giá trị vào. Cho nên ví dụ như mình có một cái biến khác là biến full name. Thì đây là một cái biến đầu tiên nó phải có kiểu là string. Sau đó thì mình chỉ là trả về thôi, nghĩa là biến này là không có xét dữ liệu vào mà chỉ là trả dữ liệu ra bằng cách là mình nối chuỗi. Đây là một cái chuỗi mình nối first name và last name phân cách nhau bởi dấu khoảng trắng đây. Và dưới đây mình xài thử, mình sẽ nêu một cái version mình sử dụng cái trước mình khai báo với first name là Việt, last name là Trần, và mình thử test là mình lấy cái full name ra. Thì full name mọi người thấy là mình không có khai báo full name trong này, nhưng mà nó vẫn ra được vì nó là một cái computed property. Nó sẽ kết hợp từ hai cái biến khác trở thành một cái biến mới. Như vậy thì đầu tiên mọi người để ý đó là cái khái niệm computed property thì nó sẽ không cần là mình khai báo lại là một cái biến nữa, tức là nó không có store vào mà nó chỉ là đơn giản là nó phối hợp với những cái biến khác để nó trả ra mà thôi. Ok. Tiếp theo thì một ví dụ khác cũng liên quan tới computed property, ví dụ này mình sẽ bỏ đèn này ra. Và đây là một cái job về nhiệt độ thì nó sẽ có độ C và độ F, như mình biết rồi. Thì mọi người để ý đó là độ F ở đây mình sẽ có kiểu là double, nhưng mà ở đây có một dấu hiệu đặc biệt, đó là dấu mở ngoặc. Và mình sẽ có get set. Thì get có nghĩa là trả về và set có nghĩa là gán giá trị vô. Mình sẽ có một cái biến mặc định, đây là có sẵn của Swift ha. Ví dụ mình viết lại đây, đây là một cái mặc định của Swift. Thì cái độ F này nó có đặc tính đó là nếu mà mình trả về thì mình lấy độ C, mình tính bằng cách là mình nhân 9 chia 5 và cộng cho 32. Đây là công thức ở ngoài. Và nếu mà mình gán vào thì khi mà mình gán một cái nhiệt độ cho độ F á, thì cái độ C này nó cũng được tính ngược lại từ độ F mà ra. Đó là mình đây là cái giá trị mà ở ngoài họ họ mình sẽ gán vào. Mình đi trừ 32 trước trong ngoặc rồi mình nhân 5 chia 9. Thì đây là cũng một cách mà sử dụng computed property mà có thể là vừa trả về và vừa gán vào được. Nó sẽ tác động vào một cái biến khác. Ok. Thì dưới đây mình sẽ có một cái ví dụ, đó là mình viết sẵn rồi. Ví dụ như sau. Mình sẽ tạo một cái biến tem bằng mình sử dụng cái chốt này là temporator. Mình truyền độ C thôi. Nhưng mà mình cũng sẽ có được cái độ F. Đây mình sẽ bấm run lại cho nó nhận đây. Thì độ C truyền vào là 30 thì độ F nó sẽ tương ứng với độ C tính ra là 86 do công thức này. Và ngược lại, nếu mà bây giờ mình vẫn là sửa cái tem này thôi, đó là mình truyền độ F vào là 90 thì mình cũng sẽ có được độ C. Đó là đâu đó là trong khoảng là 32 độ với 22. Ok. Như vậy thì cái computed property này nó mang đến một cái điểm lợi cho nó sẽ mang đến sự tiện dụng khi mình xài những cái biến với nhau mà chúng có những cái mối liên hệ với nhau. Ok. Tiếp theo là một cái khái niệm nữa mang tên là lazy. Lazy property. Chúng ta vẫn là đang là chủ đề property. Thì từ khóa lazy nó sẽ đặt trước cái từ khóa, luôn luôn phải đặt trước từ khóa var. Nếu let thì mình không không xài được. Nếu bạn cố tình khai báo let ở đây thì chúng ta sẽ nhận một cái lỗi. Đây. Nó sẽ không cho điều đó. Và mình bắt buộc là phải xài với var. Ví dụ như là ví dụ một cái class là căn nhà là house, thì mình sẽ có một cái biến đó là chủ nhà. Chủ nhà thì ở đây mình nói thì có khả năng á, là nó không lúc nào mình cũng dùng cái thông tin chủ nhà này, cho nên mình để chữ lazy.
Lazy này có một ý nghĩa nó khá là dễ hiểu. Đó là khi nào mà mình xài á thì nó mới chạy. Tức là nguyên cái đoạn này nè, nó sẽ chạy khi mà mình truy vấn vào nó. Còn bình thường thì nó sẽ không chạy đây. Có nghĩa là un ở đây sẽ là new tạm thời. Vì thế ở đây cần là từ khóa pha là như vậy. Address của cái nhà này là ở trên sao hỏa. Đây mình đặt đại thôi, một cái biến bình thường. Và mình set cái nhiệt độ của nó, ví dụ như là cái này. Rồi, vậy làm thế nào mình test được cái chuyện này là mình biết là nó có chạy ở đây hay không? Ok, mình sẽ sử dụng rồi, ở dưới đây. Thì ở đây mình mới xài là my house, là mình lấy new một cái class house ra và mình đây là mình truy vấn tới thuộc tính address của nó. Đây bình thường. Thì ở đây mình vẫn không test được là cái từ khóa lazy tạo chạy thế nào, cho nên trên đây mình có một cái hàm init. Mình bây giờ mình mới đây chứ. Thì mình muốn test nó thì ở đây mình có một cái hàm init, bây giờ mình sẽ bỏ cái này ra. Mặc định thì mọi người biết rồi ha, job thì nó có biến là gì thì nó sẽ tự động phát sinh cái này là hàm edit. Mà mình muốn tự viết thì mình phải khai báo lại. Ví dụ mình khai báo lại để mình can thiệp vào cái hàm này để mình biết là nó có được khởi tạo hay là không. Rồi. Thì khi mà mọi người để ý nha, đây là nếu mà lẽ ra mà không có lazy á thì mình sẽ nhận được một cái biến ring. Biến một ring ở đây. Tại vì mình đã có in một cái đoạn, mình có in là ở trên đây là init person. Mà nếu init person đây không chạy thì nó sẽ là không 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 có chạy cái đó. Khi nào mình can thiệp vào thì lúc này nó mới chạy. Đây any person. Ra hai lần là do chỗ này. Ở đây mình có một cái mình xài nó ở đây. Nãy mình quên tắt đi cho bạn xem. Ok. Thì mình có thể demo lại một lần nữa bằng cách là mình sẽ tạm thời không truy xuất cái biến này. Đây. Thì mọi người thấy là nó không hề chạy, không có gì đây cả. Còn khi mình truy xuất tới thì lúc đó nó mới chạy. Và đương nhiên nó chỉ làm một lần duy nhất mà thôi, chứ nó không làm nhiều lần. Ví dụ mình truy xuất cái nữa. Nên nó chỉ có chạy một một lần mà thôi, nó xuất hiện có một lần. Và mình đang sử dụng cái biến này lại lần nữa. Ok. Và từ đó mình suy ra được á, cái từ khóa này, thứ nhất đó là nó sẽ tạo ra một cái biến đi theo với từ khóa là va. Và đặc tính như sau, nếu mà mình không đụng tới nó, không truy xuất nó thì nó sẽ không làm gì cả, nó sẽ không, tức là cái giá trị ở đây nó không có gán vào liền. Nghĩa là person đây không có, tạm thời là new. Nhưng mà khi mà mình chạy lần đầu thì nó mới làm cái giá trị này gán vô, gán vào và nếu mà chạy lần sau thì nó không lấy vào nữa. Vì nó chỉ có khởi tạo một lần duy nhất, đó là giá, đó là từ khóa lazy. Và thêm một vấn đề nữa đó là sẵn tiện trong clip này mình nói luôn, đó là observer của một cái property. Thì mình có viết sẵn một cái class như sau. Mình sẽ giải thích một cái đây là một cái job. Thì mình sẽ giải thích cái job này sau, mình đặt tên nó là job center. Đây là một cái đại loại là mình có thể hiểu là một cái trung tâm tuyển dụng. Mình có một cái job, đây là một cái mảng, dấu hiệu của mảng. Mảng này chỉ đơn giản đó là mảng của cái chuỗi mà thôi. Mình ghi là công ty A cần web developer, công ty B cần Android developer. Và ở đây mấy bạn để ý là mình có một cái dấu ngoặc nhọn ngay sau cái này. Dấu ngoặc nhọn. Trong đây sẽ có will set và this set. Will set và this set thì có nghĩa là khi mà cái giá trị mà nó đang chuẩn bị set vào thì nó sẽ gọi vào đây. Và this set có nghĩa là khi mà nó đã được set giá trị rồi thì nó sẽ gọi vào đây. Ok, để làm cái gì? Thì bên dưới này mình lại có cái mảng nữa, mình sẽ có ba người ở đây. Person này mình dùng lại cái job ở trên thì có first name và last name. Mình tạo mặc định ra là mảng này sẽ có ba người. Thì ý của mình rất là đơn giản, khi mà cái job này nó có thay đổi một cái gì đó thì mình sẽ thông báo cho tất cả những người mà giống như là đang đăng ký là nhận việc làm, nhận thông tin tuyển dụng từ cái công ty này. Và mình sẽ test bằng cách như sau. Mình sẽ đặt một cái biến tức là top top dev, có nghĩa là công ty cấp top dev. Nó là một cái job job center. Mình sẽ new một cái job này ra. Bây giờ mình thử là mình lấy top dev job, tức là mình truy xuất vô cái mảng này. Mình add vô một cái công việc nữa là công ty C cần Java developer, thì mấy bạn sẽ xem điều gì xảy ra nhé. Đây.
Đầu tiên nó sẽ chạy cái câu là chuẩn bị thông báo cho các bạn đã đăng ký. Thì đó chính là cái câu này. Chuẩn bị, đây là will set. Sau đó nó sẽ lập, nó sẽ là một cái vòng lập for, mình sử dụng cú pháp for trong Swift, for in cái mảng này. Thì person này chính là một cái job này, cho nên mình bring thông báo như sau, đó là thông báo job cho person, cho cái người này. Rồi cuối vòng lập này mình sẽ ring ra là đã thông báo xong. Thì mình sẽ thấy đây là thông báo job cho Việt Trần, thông báo job cho Tý Nguyễn và thông báo job cho Tèo Phạm, ví dụ vậy. Rồi cuối cùng là mình in ra. Và tác dụng của will set và this set có nghĩa là khi mà một cái biến nó được thay đổi giá trị, như bạn thấy là đây là thay đổi giá trị nè, append. Append trong mảng cũng có nghĩa là đang theo giá trị, chứ không nhất thiết nó phải là gán một cái giá trị mới thì nó mới được coi như là theo giá trị. Thì nó sẽ phát sinh cái sự kiện nằm trong will set và this set. Ở đây không nhất thiết là mình sẽ cần có will set và this set, hoặc một trong hai hoặc là cả hai, tùy tùy vào mấy bạn muốn sử dụng như thế nào. Thì nó sẽ cung cấp cho mình một cái giống như là một cái bộ lắng nghe, chữ này về chữ nghĩa nó là bộ lắng nghe cho những cái biến mà mình muốn cài đặt, là biến này cần phải được, là giống như mình đang cắt biến này khi nào nó thay đổi, để mình tạo một cái thông báo hay mình chạy một cái hàm gì đó có liên quan tới công việc của mình. Ok, thì mình hy vọng ở clip này các bạn sẽ hiểu thêm được, thứ nhất đó là community properties, thứ hai đó là store property, cái này là bình thường, thứ ba đó là cách sử dụng community property để mình can thiệp vào một cái biến khác mà nó có liên quan đến nhau, ví dụ như là độ C và độ F. Thứ tư đó là từ khóa lazy. Chúng ta đã biết là lazy có nghĩa là cái gì rồi. Và cuối cùng là observer cho một cái property trong job, trong class hoặc là trong enum. Ok, chào các bạn. Hẹn lại các bạn vào các field clip tiếp theo của mình.